ăn được mới được cùng 3 bói, 4 bói. Người lúc đấy người về. Hết hội rồi. Anh em chuyển đi chăn ngựa hết rồi. Tập đoàn rủ nhau đi chăn ngựa hết rồi. Bật mã ôn. Sang chăn ngựa. Ủa thanh anh ấy đi chạm móng nhỉ. Rồi hút sâu về tú lên ơi gái bảo đi hông bảo. Đợi anh tắm một tí chứ. Còn tên đấy còn chưa ăn cơm sáng. Vừa hút sâu về đấy. Đây lúc nhắn tin anh Tuấn xong nó đang ngoài đồng về làm nhẹ bát phở với cái đùi gà. Ui giời. Làm nửa chai rượu rồi. Đây sáng làm bát cháo thịt sỏ. Thanh với Tú đánh ngoài kia khéo có cá chép ấy. Nhái bắt hết. Bé thôi. Nước mới hay sao? Cùng mốt có đi không? Nước mới bây giờ mới nó có trạch anh ạ. Lên cái thùng, mấy cái thùng trên kia nhiều tôm lắm. Thùng này có cà la ấy. À hãy đánh được cà la thùng này. Tính cà la nhỉ. Làm ra cái bể xong là ấy anh Tuấn ạ. À, bắt được ông Thảo đấy là nó có đẻo. Đẻ chứ. Ốc vãi. Ốc to lắm bảo rồi đấy còn. Đây 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 còn ốc to đùng. Thôi tạm ngừng đây.